Xin chào tất cả các anh đã đến với kênh kho đồ nghề Nhật Bản của em. Thì đây là clip số 159. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em ạ. Thì quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho vận chuyển giúp em. Thời gian các anh nhận được hàng trung bình là 5 tới 7 ngày, nhưng mà dạo này dịch ở một số chỗ gia tăng nên là cái thời gian vận chuyển nó sẽ cao hơn, sẽ lâu hơn nha các anh. Thì hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 23 mã sản phẩm, expect lên mã đầu tiên của ngày hôm nay. Và mã đầu tiên ngày hôm nay đó chính là một cây cần nha các anh. Cây cần này là của nhà Mitoloy. Đó, con này là hàng Nhật Bản giúp em nha các anh. Đó, hàng Nhật Bản, dài tính tận 38 cm nha các anh, rất là đẹp ha. Dài 38 cm, đầu của nó là đầu 1/2, lách léo giúp em nha các anh. Đó, anh thấy à. Dạ rồi, con mã số 1, cần đầu 1/2, dài 38 cm, giá 330.000 giúp em nha các anh. Mã 1, 330.000. Và mã số 2 là một cây kìm cốt của nhà Izumi nha các anh. Con này là dài 28 cm, hàng nội địa ha. Đó, các anh thấy không? Hoạt động ok hết ha. Thì đầu cốt của nó là 125, 2, 5.5 và 8 giúp em ạ. Đó. Và mã số 2 này giá là 350.000 nha các anh. Mã 2 350.000 ạ. Và mã số 3 là một con kịp hèn dài 25 cm giúp em nha các anh. Đó, con này hàng nội địa, thông số của nó đây ha các anh. Đó, thông số của nó. Đây là con này của nhà Tanaka Seki giúp em ha. Hàng Nhật Bản giúp em, rất là đẹp đó, các anh thấy không? Đó. Anh nào mà hay hàng thì chốt liền cho em mấy con này đó. Các anh thấy bên trong của nó không ạ? Đó, vẫn còn rất là đẹp nha, răng lỡ rất là ok. Dạ rồi, con này mã số 3 giá 600.000 giúp em nha các anh. Kịp hàng mã 3 600.000 ạ. Và mã 4 là một vòi tưới cây. Con này là hàng Nhật Bản, dài 30 cm. Thì con này nó chuyên tưới những cái cây mầm hoặc là cây tưới hoa nha các anh. Tại vì các anh để ý là những cái bếp phun của nó ở đây, các anh thấy những cái lỗ phun của nó rất là mịn ha. Nên là khi các anh tưới thì nó sẽ dàn đều ra mà nó không có bị quá mạnh, hoặc là nó cái lực nước nó mạnh khiến cho hoa hoặc là những cái cây non nó bị hư hại ha các anh. Nên là cây này tưới hoa hoặc là tưới rau mầm rồi rất là tốt nha. Mã số 7 giá 280.000 giúp em nha các anh. Em xin lỗi, mã số 4 giá 280.000 ạ. Và mã 5 là một con cầm lắc. Con này thì rất là đẹp, trời, các anh thấy con này là rất là xuất sắc nha. Con này phải gọi là nó đẹp không tì vết, đẹp như mới, hàng Super Japan, các anh thấy không? Đầu của nó là 3/8 nha các anh. Dài tổng của nó là 16 cm giúp em ha. Đầu 3/8, mã số 5, rất đẹp. Con này là xuất sắc luôn các ơi. Giá của nó là 300.000 giúp em nha các anh. Mã 5 300.000. Và mã 6 là một con kìm nhọn của nhà KTC. Có, các anh thấy là cái bao cao su dài, cái tay cầm là bao cao su của nó nha các anh. Đó, đây, rất là êm để giúp các anh cầm thì nó đỡ bị đau tay ha. Dài 16 cm ạ. Con này là có lưỡi cắt nha các anh. Đó, anh thấy không? Có lưỡi cắt rất là đẹp ha. Đây, bên trong răng lợi của nó đây các anh. Đều tăm tắp. Dạ rồi, con này mã số 6 giá 280.000 nha các anh. Mã 6 280.000. Và mã 7 là một con kìm chết mỏ nhọn. Con này thì hàng của nhà Y-Strip Mỹ nha các anh. Đó, anh nào mà sưu tầm những dòng Y-Strip thì chốt liền cho em con này. Các anh thấy không? Con này là quá đẹp ha. Đó. Rất là xuất sắc nha các anh. USA ha. Đó. Dạ rồi, con này dài 6 inch, nó cũng tương đương tầm khoảng 15 cm nha các anh. Đó. Mã số 7 giá, à em xin lỗi, em cho các anh coi cái răng lợi ha. Đây, răng lợi con này thì rất là mới luôn nha các anh. Đó, đều tăm tắp ha. Mã số 7 giá của nó là 430.000 giúp em nha các anh. Mã 7 430.000. Và mã 8 là một con mỏ lít tóc thép đen nha các anh. Con này là size của nó là 16 cm, ngàm mở max tối đa là 2.4 cm, tương đương 24 mm nha các anh. Coi các anh coi ngàm miệng của con này nè. Đó, rất đẹp ha. Bên trong nè. Đó. Con này là không đẹp không lấy tiền nha các anh, rất là xuất sắc. Dạ rồi, con này mỏ lít tóc thép đen, mã số 8, giá của nó là 300.000 giúp em nha các anh. Mã 8 300.000.
Dạ, mã số 9 là một con kìm của nhà Victor nha các anh. Con này thì dài 15 cm giúp em ha. Đó, là các anh thấy là trong cái thân là nó có đề luôn này, Victor Japan ha. Đó, rất là đẹp. À, con này lưỡi đẹp thì khỏi bàn, các anh thấy không? Khít rịch không một vết hở. Đó, đây. Đó, không một vết hở nha các anh. Răng lợi đây ạ. À. Rất là xuất sắc cho con này. Ha. Dạ rồi, con này mã số 9, giá của nó là 280.000 nha các anh. Mã 9 280.000. Dạ, mã 10 là một con đánh vảy cá bằng đồng nha các anh. Đó, con này thì dài 19 cm. Anh nào mà hay làm bếp hoặc là mua các dụng cụ làm bếp cho gia đình thì chốt liền trên con này, đánh vảy cá cực kỳ nhanh, sạch đẹp nữa ha. Mã số 10 giá 250.000 giúp em nha các anh. Mã 10 250.000. Dạ, mã 11 là một con Eto Eron. Con này là con Eto kẹp nha các anh, Eto kẹp bàn giúp em ha. Thì con này là rất là đẹp, các anh thấy là nguyên zin, nguyên tem, nguyên mạc. Đó, các anh thấy không? Ở phần trên của nó là nó sẽ gồm có một Eto kẹp và một cái đe bên đây nha các anh. Đó, đầy đủ ha. Con này rất là nặng ha, khá là nặng. Đó, anh thấy bên đây là cái mặt sau của nó nha các anh. Đó. Dạ, ngàm con này thì nó mở rộng 9.5 cm, mở max 9.5 cm nha các anh. Giờ em sẽ mở cho các anh coi bên trong ngàm ha. Dạ đây các anh thấy ha, thì cái ngàm của nó là ngàm con này là ngàm thay được nha các anh, cực kỳ đẹp đó, các anh thấy không? Đều tăng tắp, nói chung là con này không có gì để chê hết ha. Từng cái đường mép lưỡi rồi từng cái răng lợi của nó là quá xuất sắc. Đè bên đây này, các anh thấy không? Nó đẹp như mới luôn ha, xuất sắc cho con này ha. Dạ rồi, con Eto kẹp bàn mã số 11 nha các anh. Con này giá của nó là 1 triệu 500 ngàn. Và con này là em chỉ nhận chuyển khoản không ship code nha các anh. Mã 11 này là em chỉ nhận chuyển khoản không ship code ha, 1 triệu 500 ngàn giúp em. Dạ, mã 12 là một con vòi xịt nước size lớn ha. Con này thì của nhà Toyota mã 12. Chui của nó là chui nhựa giúp em. Đó, thân kim loại chui nhựa ha. Đó, các anh thấy không? Con này thì mã 12 dài 19 cm, thuộc size lớn, giá của nó là 350.000 nha các anh. Mã 12 350.000. Về mã 13 là một con kéo cách ống của nhà Mary nha các anh. Trời ơi, con này em phải nói là nó là xuất sắc, như nó là giống mới luôn đó các anh. Đầy đủ phụ kiện ha. Các anh thấy có cái máng này không? Cái máng này thì phụ kiện của nó đi kèm ha, các anh có thể gỡ ra cũng được, mình để như vậy cũng được, không có ảnh hưởng gì hết ha các anh. Đây là full phụ kiện của hãng ha. Đó. Thì con Mary này lưỡi thì là các anh thấy là lưỡi là quá đẹp, lưỡi là như mới luôn ha. Zin nguyên nha các anh. Đó. Trời ơi, con này thì có khác gì là hàng mới đâu. Chắc nó chỉ thiếu cái hộp. Dạ rồi, cắt tối đa phi 42, mã số 13. Giá là 430.000 giúp em nha các anh. Mã 13 430.000. Mã 14 là một con kìm tút dây của nhà Vetsale. Đó, con này rất đẹp ha các anh. Đó. Con này thì là nó thuộc hệ C giúp em, nó tút dây cỡ dây là 0.9, 1.25, 2, 3.5 và lớn nhất là 5.5. Đó, khá là lớn nha các anh. Lưỡi rất là đẹp, tút rất là ngon. Con này gọi là con tút dây chuyên nghiệp ha. Tút đầu dây, dưới dây, giữa dây gì đều được, không có giới hạn về không gian tút. Mã 14 giá của nó là 380.000 ạ. Và mã 15 là một con khóa vòng nha các anh, cờ lê vòng 11 13. Con này là của nhà Snap-on, các anh thấy không? Bên đây 11, bên đây 13. Răng lợi thì quá đẹp rồi, nói chung hàng Snap-on là về chất lượng khỏi bàn nha các anh. Con này nó dài là 13 cm giúp em ha. Mã số 15 giá 280.000 ạ. Mã 15 280.000 giúp em. Mã 16 là một con khóa hay gọi cờ lê đa năng nha các anh. Con này là của nhà Hojen giúp em. Con này là em thấy là nó như mới luôn các anh. Chắc nó cũng cũng là một con thiếu cái hộp nữa thành hàng mới. Quá đẹp, con này dài 17 cm giúp em ha. Đây các anh có thể nhìn thấy này. Thì con này nó mở tối đa đây, các anh mở xuống ha. Nó giống như xoay giống như cái mỏ lết vậy, nhưng mà nó là cái khóa để mở bu lông, mở ốc ha. Thì con này nó mở tối đa là 2.2 cm ha các anh. Đó, 2.2 cm tương đương 22 mm. Còn tối thiểu của nó các anh có thể mở được là tầm ốc 10 nha các anh. Đó, đây. Dạ rồi, con này mã số 16 giá là 550.000 giúp em nha các anh. Con này rất đẹp, là các anh có thể mở từ 10 cho tới 22 ha.
rất là xuất sắc. Đó, mã 16 550.000. Về mã 17 là một con vít hai các anh. Đó, đây, green tail. Con này thì các anh nhìn thì có vẻ đơn giản đúng không? Thì nó là chỉ một con vít hai cạnh bình thường dài 16 cm thì nó đơn giản đúng không? Nhưng mà thực sự nó là một loại vít mà gọi là vít mẹ bồng con nha các anh. Đó, các anh thấy không? Bên trong là một cây nữa. Chưa hết ha các anh. Trong bên đây là một cây nữa, có nghĩa là 3 trong 1 nha các anh. Đó. Các anh thấy nó xịn chưa? Nó rất là hay ha, người ta thiết kế nó rất là hay. Đó, và con này thì rất là chắc chắn nha các anh. À, mình thích cái size nào, cỡ nào thì mình sẽ dùng cái cỡ đó, rất là tiện lợi cho các anh. Dạ rồi, con này mã 17 giá 280.000 nha các anh. Mã 17 280.000 giúp em. Dạ, mã 18 là một con dao cắt kính nha các anh. Đó, con này vẫn còn rất là ok ha. Dạ rồi, dài 18 cm, dao cắt kính mã 18 giá 180.000 ạ. Mã 18 180.000 giúp em. Dạ, mã 19 là một con dao cưa kết hợp ha. Con này là của nhà KDS. Nó sẽ gồm hai bên, một bên là cưa và một bên là dao đập giấy. Đó, các anh có thể mình có thể mua những cái lưỡi đập giấy hoặc là những lưỡi cưa không, mình bỏ vào cũng được, rất là dễ dàng ha các anh. Đó, nó có cái đồ treo mắt này nữa. Dạ rồi, con này mã số 19 giá 280.000 nha các anh. Mã 19 280.000. Dạ, 20 là một con kìm bóp phê. Con này là của nhà Super, thân hợp kim nhôm nha các anh. Đó, các anh thấy không? Rất là đẹp ha. Con này mũi phê rất là ok, dài 17 cm. Mã số 20 giá là 250.000 nha các anh. Mã 20 250.000. Dạ, mã 21 là một bộ đa năng của Mỹ nha các anh. Bộ này là của Mỹ, các anh thấy là những cái ốp đồ rất là đẹp ha. Đó, của nhà Ocean đây. Đó, các anh thấy không? Đây là tên nhãn hiệu của nó nè, USA ha. Đó, gel đồ vẫn còn rất là ok nha các anh. Đấy, bên đây. Bên đây cũng là một cái con gel khâu và một cái vít hai cạnh với một cái để mở hộp rồi ha các anh. Thì tổng cái này là nó có 4 tool giúp em. Nó có thêm một cái mắt đây giúp các anh bỏ vào trong cái chìa khóa mà mình mang đi chơi đi phượt rất là nhanh. Nói chung là bộ này là bộ gọn lẹ nhất nha các anh. Mã số 21, bộ của Mỹ, giá là 550.000 nha các anh. Mã 21 550.000. Và mã số 22 là một con kẹo của nhà Hit nha các anh. Con này là kẹo của Nhật ha các anh. Đó, rất là đẹp. Các anh coi những cái vít me đường ren này, rất là xuất sắc nha. Cái vít me này thì nó dài là 16 cm, chân này là dài 13 cm các em ha. Đây, nó có một cái nhọn đuôi lên để các anh trụ nữa ha các anh. Dạ rồi, con kẻo này mã số 22, giá của nó là 550.000 giúp em nha các anh. Đây, những đường chân kẻo đây, quá đẹp các anh ơi, xuất sắc ha. Đó, thì còn y nguyên nè. Mã 22 này giá 550.000 giúp em ạ. Và mã số 23 là một con cưa xếp gombo nha các anh. Con này lưỡi của nó dài tới tận là 24 cm, dài tổng là 50 cm. Các anh thấy cái lưỡi của nó này, đó, các anh nhìn cái lưỡi của nó bóng loáng, sáng trưng, cực kỳ đẹp ha. Răng lợi thì vẫn còn ngon nha các anh, xài là ok. Cách mượt giống như cái tên, cưa là cưa mượt giống như cái tên, cũng giống như tên hãng của nó, hãng có Suki. Đó, cưa đến đâu là mượt tới đó nha các anh. Dạ rồi, con cưa này anh nhìn cái lưỡi rất là mê ha, đẹp ha. Mã số 23, giá của nó là 430.000 giúp em nha các anh. Mã 23 cưa xếp gomboy lưỡi 24 cm, 430.000. Dạ rồi, em đã lên tổng cộng là 23 mã sản phẩm, thì anh nào ưng mã nào thì chốt mã đó với em ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh và hẹn gặp lại các anh ở clip sau ạ.